vòng thử thách quốc gia được tổ chức tại Nha Trang, hòn ngọc xanh của Việt Nam với những bãi biển tuyệt đẹp và hệ sinh thái đa dạng. Xin chào đón tất cả các ứng viên và huấn luyện viên đã có mặt trong ngày hôm nay để tham gia vào cuộc thi Ice tìm người Việt Nam thứ 2 bay vào vũ trụ. Và các bạn thân mến ơi, hôm nay chúng ta sẽ đến với vòng thử thách quốc gia và với thử thách là không trọng lực. Sẽ có 2 trong 8 ứng viên của chúng ta phải tạm biệt với cuộc thi sau thử thách này. Môi trường dưới lòng biển chính là môi trường mô phỏng gần đúng nhất trạng thái không trọng lực trong vũ trụ. Ở thử thách này, các ứng viên phải thể hiện được khả năng thăng bằng và định hướng của mình. Các ứng viên sẽ có 2 ngày tập huấn tại Hòn Tằm, Nha Trang, trái với không khí nóng bức ngột ngạt của thử thách thể lực liên hoàn. Lần thử thách giữa biển khơi này đem lại sự sảng khoái và đầy hứng khởi cho các ứng viên. Một ngày đẹp trời trên hòn tre Nha Trang. Hôm nay các ứng viên sẽ bước vào cuộc tranh tài để chọn ra 6 thí sinh xuất sắc nhất tiếp tục hành trình của cuộc thi. Bottle of X, so then you swim and you receive a second bottle of X until you find the girl. You need to give her your bottles of X and then she will give you some instruction. Go up to the surface and then finish. Và hành trình chinh phục thử thách không trọng lực chính thức bắt đầu. Các ứng viên tỏ ra rất thuần thục trong phần thi này. Kỹ năng di chuyển trong môi trường không trọng lực là vô cùng quan trọng với một phi hành gia. Và các ứng viên đã đến được điểm chặn đầu tiên của thử thách ngày hôm nay. Sau khi vượt qua điểm chặn thứ hai, các ứng viên cũng đã đến được vị trí giải cứu cô gái. Và cô ấy đang trao cho chàng trai của chúng ta nhiệm vụ cuối cùng. Cuối cùng thì các ứng viên cũng đã xuất sắc hoàn thành phần thi của mình. Đặc biệt là ứng viên Vũ Thanh Long đã chinh phục thử thách không trọng lực với thời gian cực kỳ ấn tượng là 4 phút 30 giây. Và ngay bây giờ thì chúng ta sẽ đến với giây phút quan trọng nhất, đó chính là lúc công bố kết quả. Người đầu tiên xin chúc mừng bạn Vũ Thanh Long. Đặng Vi Ngọc Hoàng. Số điểm ngang nhau đó chính là Võ Văn Nam và Nguyễn Hoài Nam. Ban tổ chức đã đặc cách tiếp tục cho hai bạn tham gia vào vòng tiếp theo. Trương Minh Hiểu và bạn Nguyễn Ngọc Linh xin chia buồn với hai bạn. Vậy là các bạn đã nhìn thấy 6 gương mặt đại diện của chúng ta ở đây, 6 gương mặt xuất sắc nhất. Đáng buồn là chúng ta đã phải chia tay Trương Minh Hiểu và Nguyễn Ngọc Linh. Hy vọng các bạn sẽ tiếp tục theo đuổi ước mơ của mình và tiếp tục ủng hộ chương trình của chúng tôi. Cùng đón xem 6 ứng viên phi hành gia sẽ chinh phục thử thách định hướng trên không tại Phan Thiết trong tập tiếp theo.